Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 31 tháng 3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Các khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Tuyên Hóa, Quảng Bình 38,7 độ, Đông Hà, Quảng Trị 37,2 độ, Nam Đồng, Thừa Thiên Huế 37,3 độ, Sơn Hòa, Phú Yên 37,5 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Ngày mùng 1 đến ngày 2 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 50%. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 tháng 4. Ở phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 4 tháng 4. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thời tiết những ngày tới khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày 31 tháng 3, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây có nắng, nền nhiệt dao động thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ 26 đến 36 độ C, đến ngày mùng 6 tháng 4 có thể xuất hiện mưa rào. Nhận định thời tiết từ đêm ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khoảng ngày 5 đến ngày 6 tháng 4 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.